Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa ạ. Dạ, Minh Thơ xin chào quý vị khán giả nha. Dạ, cả nhà ơi, thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đó là ngày sinh nhật của Minh Thơ, của nàng Thơ, ngày sinh nhật nàng Thơ đây. Sinh nhật Ngọc Lâm mua tặng cho Minh Thơ nè cả nhà. Dạ, thì vài hôm trước thì Ngọc Lâm có đặt online trên mạng để mua một cái món quà tặng cho Minh Thơ trong ngày sinh nhật, nhưng mà để đây để dành mấy hôm nay là không có được cho Minh Thơ đụng tới mở ra xem. Và hôm nay là ngày sinh nhật của Minh Thơ thì Ngọc Lâm xin tặng cái món quà này cho Minh Thơ. Và bây giờ thương quá nhá Minh Thơ, em thứ em cùng với tất cả quý cô chú anh chị và bạn người ta tới đón trong đây là món quà gì, là cái gì? Thử làm biết cái sở thích của Minh Thơ luôn cái nhà, cho nên là cũng thích Minh Thơ làm váy đầm á, cho nên là chắc là anh mua cho em váy không? Váy đầm đúng không? Rồi thì bây giờ chắc hai ba bổ quá. Thì thường thường mấy năm á là Minh Thơ và Ngọc Lâm làm sinh nhật của cả Lê Ngọc Lâm và Minh Thơ là đều mua hoa, mua bánh kem hoặc là mua những cái món quà gì mà Minh Thơ và Ngọc Lâm đều biết hết. Nhưng mà năm nay Ngọc Lâm quyết định mua một cái món cò là online, đặt và nhờ họ bỏ vào hộp gói các thứ lại để cho Minh Thơ giao đấy cho Ngọc Lâm nhận và để cho Minh Thơ tạo cái sự bất ngờ cho Minh Thơ. Từ bây giờ mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn gần xa cùng Minh Thơ khui ra xem có phải là váy hay đầm không nhé, hay là món quà gì nhé. Rồi em cứ khui đi. Chưa biết đâu nha, chưa chắc đâu nghe. Mua mấy hôm rồi mà hôm nay đợi lắp hôm nay mới được khui thế nhỉ? Đúng rồi, đúng ngày sinh nhật mới được khui chứ cả nhà. Khui sớm quá mất hấp dẫn đi. Đó, khui đi theo. Chắc chắn là món quà này em cũng rất là thích. Vậy đó sao? Vậy sao? À, wow. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đấy ra. Đấy cả ra. Wow, là cái gì? Lấy cho quý vườn túi anh chị xem đây. Đấy là cái. Hai cái. Hai máu. Ba màu. Ba cái. Cái này giống bữa ăn con vậy. Rồi, cái gì nữa? Rồi. Rồi, em để hộp ba. Em để hộp đi. Wow, đây. Đây tất cả quý cô chú anh chị đây là áo bà ba. Cái này có phẩm mình có xem ở trên là mẹ con phụ cắm này nó nhỏ nó đẹp mà giá nó cũng vừa cái tiền. Không vừa đó là nhà có nhiều đồ nên có mua cái màu trắng thấy Ngọc Lâm hôm nay tặng cho Minh Thơ đây. Hôm bữa là Minh Thơ, Ngọc Lâm người ta để ý thấy Minh Thơ xem áo bà ba này. Minh Thơ rất là thích, là nó thích như thế mà Ngọc Lâm biết là Minh Thơ thích màu đỏ này, màu tím cà này, đó, màu này màu hồng này, màu này màu tím cà này, đó, và màu này là màu vàng, đó, đi cho cô chú thì xem đó, bà hỏi kiểu ba màu nè, đó, rất là đẹp, màu vàng là rất là sáng này, đó, màu hồng thể hiện cái tình yêu này, màu tím thì trung thủy này, đó, Ngọc Lâm cũng rất là thích các cái màu này, mình cầm màu hồng, đó, thì và mua cho một Minh Thơ một cái quần, đó, có quần nha, áo bảo là ba áo chỉ cần một quần là mặc giống nhau mà. Thì bây giờ mở ra xem đi, em mở ra xem xem. Ngọc Lâm có hỏi chỉ rõ ràng là cái size nào, mặc cỡ nào, bao nhiêu ký á, thì Ngọc Lâm có hỏi. Thì bây giờ Ngọc Lâm đã đặt cho rồi. Thôi, chứ mà rộng thì mình có thể sửa. Rộng thì mình có thể sửa vào. Rồi bây giờ em lấy ra xem nào. Đứng này đèn nhỏ nhất mà. Đứng này em ướm được coi. Rồi, rất là đẹp. Đó, thấy chưa? Bây giờ mặc thử luôn. Mặc luôn hả? Ừ, em bây giờ phải mặc thử để cho bà con cô bác, cô chú ngắm xem có đẹp không chứ. Rồi bây giờ xin mời cả nhà chờ ít phút sau mình thử thử ba cái áo anh xem như có đẹp hay không nha. Bây giờ mình thử. Mặc thử nè. Vui không? Vui không? Thích không? Thích nha, cảm ơn anh nha. Đó, món quà rất là đơn giản nhưng mà rất là ý nghĩa cả nhà. Bây giờ mình tới cái thử đồ nha. Rồi em thay đi. Nhà ơi, Minh Thơ đã mặc cái áo vàng đầu tiên xong rồi đây. Minh Thơ, em ra đi. Đây. Minh Thơ đã hóa thân thành cô gái mặc áo bà ba Bến Tre.
Thấy là đẹp không cả nhà? Chị thấy có được không? Ồ, rất là vừa vặn luôn. Cái này là size mấy cái ạ? Cái size này size số 2 vậy á. Size số 2 là cũng vừa, từ 45 cho tới 48kg vậy đó. Giống như Ngọc Lâm Mai vậy đó. À, Ngọc Lâm thích cái màu này lắm mình cả nhà. Rất là sáng. Đây em thích ở đây tí nữa. Đó, rất là vừa vặn. À, đây là một màu đầu tiên, màu vàng, quần cũng rất là vừa. May quá, may mắn có Ngọc Lâm chọn cái size này. Rất là vừa với Minh Thơ luôn. Chị em thích không? Thích màu này không? Thích. Rất là sáng. Rồi, tới màu thứ hai. Màu gì? Em đổi màu màu hồng đi. Rồi, cả nhà ơi, đây là cái áo thứ hai. Minh Thơ mặc màu hồng đây. Wow. Rất là đậm đà luôn. Đậm quá chừng luôn. Màu hồng chứng tỏ đã có chồng nha. À, Ngọc Lâm thấy đẹp quá. Rất là thích. Mình thơ mặc cái này đẹp luôn cả nhà. Cái áo này rất là vừa mặc. Màu hồng màu vàng đẹp. Em thấy màu nào cũng đẹp. Mấy màu này anh đều thích mà. Em cũng thích luôn đó. Nói với mọi người. Rồi. Rồi. Cái màu thứ ba là màu tím nha. Rồi, đây là màu thứ ba cả nhà ơi, đây Minh Thơ đây mặc màu tím hoa cà. Đó, quay bằng đây. Đẹp không? Đây màu này mặc cũng đẹp mà. Anh nhớ đợt trước em có làm một bài thơ con gái Bến Tre đúng không? Lâu rồi. Lâu rồi, bây giờ em còn nhớ bài đó không? Thì như có nói về áo và bao luôn đúng không? Bây giờ em nhớ em đọc cho tất cả quý cô chú anh chị các bạn gần xa nghe cái bài thơ con gái Bến Tre. Dạ, bây giờ thì Minh Thơ xin mời cô chú anh chị và các bạn nghe một cái bài thơ mà Minh Thơ sáng tác nha. À, tựa đề là con gái Bến Tre. Hôm nay Minh Thơ mặc áo và bao và đọc cái bài thơ này luôn, rất là hợp lý luôn hả? Em đọc cho em nghe luôn. Em là con gái Bến Tre, ai chưa gặp mặt chớ nghe họ đồn, gái quê chỉ đẹp tâm hồn, chớ về hình dáng nông thôn quê mùa, sống đời chẳng biết tranh đua, quanh năm quanh quẩn hai mùa nắng mưa, phải lòng đẹp ý duyên ưa thì em xin chịu cho vừa lòng ai, chẳng cần giàu với đẹp trai, chỉ cần đồng điệu giữa hai tâm hồn. Em là cô gái nông thôn, áo bà ba giữ nét hồn quê hương, tóc dài cho sợi gió vương, cho hoa ướp những mùi hương thơm nồng. Nhớ lại. Hay quá. Đây là bài thơ. Bài thơ Minh Thơ biết cũng là mà Ngọc Lâm nhớ là cái hồi yêu nhau á, đó là Minh Thơ đã làm bài thơ này tặng Ngọc Lâm. Hôm nay Ngọc Lâm chợt nhớ thấy Minh Thơ mặc áo bà ba. Tại Ngọc Lâm là người Bắc nhưng mà Ngọc Lâm rất là thích con gái ở trong miền Nam miền Tây này là mặc áo bà ba, đấy, thả tóc dài. Và trời đã xe riêng cho Ngọc Lâm lấy được người vợ là con gái Bến Tre đó, là mặc áo bà ba và tóc dài y như cái ước nguyện của Ngọc Lâm mong muốn luôn, thì rất là vui. Hôm nay là sinh nhật của em, anh cũng xin được phép là gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và dì. Cha mẹ đã sinh ra em và dì đã chăm sóc em khôn lớn như ngày hôm nay, và để cho anh có thể được gặp em và được lấy em làm vợ. Và kính chúc mẹ và dì, cha thì đã mất rồi, thì mẹ và dì luôn mạnh khỏe, bình an và sống lâu với con cháu. Và hôm nay cũng là sinh nhật của em, anh cũng chúc em là luôn mạnh khỏe này, luôn xinh tươi bên anh, và chúng mình cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc, đạt được những cái ước mơ mà mình cùng ước nguyện nhé. Rồi, định như vậy rồi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quà của anh nha. Cảm ơn em đó. Thì hôm nay tất cả quý cô chú và anh chị các bạn đằng xa ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của Minh Thơ. Thì hai vợ chồng cũng nấu một bữa cơm đơn giản, cùng nhau ăn vui vẻ nói chuyện. Và Ngọc Lâm cũng đã gửi tặng tới vợ của mình một cái món quà rất là đơn giản, không có phải là sang trọng mắc tiền, nhưng mà đây là những cái món quà tinh thần và cái món quà Minh Thơ rất là thích. Ngọc Lâm rất là biết vợ Ngọc Lâm thích mua và mặc những cái gì nó đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mà nó nói chung là nó phải được rẻ nhưng mà nó cũng đẹp nữa. Đó, thì hôm nay Ngọc Lâm đã tặng được cái món quà này cho Minh Thơ rồi. Đây, đi đây.
Thì rất là cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa luôn theo dõi kênh và ủng hộ cái hai vợ chồng. Rất mong là trong thời gian tới tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa sẽ luôn yêu thương, đồng hành và đăng ký kênh ủng hộ cho vợ chồng Ngọc Lâm nhé. Dạ, Minh Thơ xin cảm ơn cô chú, anh chị rất là nhiều ạ. Bây giờ thì Minh Thơ và Ngọc Lâm xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chúc tất cả mọi người luôn luôn vẻ hạnh phúc và thành công nha. Dạ, Ngọc Lâm và Minh Thơ xin chào tạm biệt ạ.